Mùa Tết này, nếu bạn quá rảnh rỗi và chưa tìm thấy tựa game nào để giết thời gian, hãy đến với Warpath, tựa game chiến tranh thời gian thực số 1 Việt Nam hoặc là số 2 nếu nhãn khác bốc tồi, với đồ họa đẹp mắt, bối cảnh chân thực và những quảng cáo được đầu tư tỉ mỉ thế này. Warpath sẽ khiến bạn chiến hơn trong mùa xuân năm nay, một tựa game mà bạn chiến đấu hoàn toàn thoải mái, không sợ mất tí huyết nào, vì Warpath không có cướp bóc, trả thù không mang lâu gì. Phục hồi quân đội cực nhanh và đặc biệt là không cần chờ thời gian nâng cấp công trình, bạn sẽ được vào vai một chỉ huy tài năng, có sự hướng dẫn bởi cô phụ tá dễ thương Tiền Tú để xây dựng cho mình một đế chế quân sự hùng mạnh, sẵn sàng đè bẹp kẻ thù nào dám khiêu chiến. Hơn hết, trong Warpath bạn có thể làm mọi thứ miễn là đủ tài nguyên, có tiền là có tất cả, và còn tuyệt vời hơn nữa vì tiền không hề rơi. Kể cả khi thua trận, quân đội sẽ không ai phải ra đi hết và chỉ tốn 5 phút để chuyển sinh trở lại. Đó là điều khác biệt giữa Warpath và những tựa game chiến đấu khác. Với mô típ là một tựa game chiến lược thời gian thực, thì ngoài thời gian thực ra, tôi vừa đọc thêm cả chữ chiến thuật. Đúng vậy, không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ bạn không phải là một chiến lược gia. Làm mọi cách để có một chiến thuật tốt nhất và sử dụng thành tạo hệ thống khí tài quân đội cực chất như xe tăng, súng, máy bay, các cánh quân thiện chiến để biến những sáng tạo của bản thân đem đến chiến thắng cho đội hình. Không những thế, đừng ngần ngại tham dự các liên minh giành lãnh thổ và chiếm đóng các thành phố để trở thành một chỉ huy tài năng, một lính bắn tỉa lạnh lùng và một người nhận cả đống quà trong sự kiện mùa xuân của Warpath. Khi cầu thủ bóng đá Công Phượng sẽ gửi cho bạn những lời chúc cũng như phong bao lì xì đỏ và các giải thưởng lên tới 10 triệu vàng trong game. Hãy chia sẻ cho bạn bè để có cơ hội nhận iPhone và PS5 ngay. Link tải ở dưới phần mô tả và bình luận. Từ hãng phim Phương Nam, trân trọng giới thiệu bộ phim dự tập đến với series phim Nhật Bản nhưng lại dành cho trẻ em, với rất nhiều cảnh diễn viên gửi chân đánh nhau cháy nổ, quái vật hành hung người, cứu con dưới, giáo dục thế hệ trẻ khắp thế giới rằng da trắng luôn là người được yêu thích, da đen thì vẫn phải làm trâu bò và lúc nào cũng phải làm việc nặng nhọc, da vàng thì chim bé nhất, còn da đỏ thì lại được cầm đầu. Siêu nhân Gào. Gặp 5 chiến binh siêu nhân Gào và một ông thứ 6 đến sau. Những người thực sự không phải là chiến binh, trừ ông thứ 6 đến sau. Họ được lựa chọn bởi những siêu thú để trở thành những chiến binh dũng mãnh nhất, bảo vệ mọi ngóc ngách của thế giới, cụ thể là Nhật Bản và những nơi không phải là nghĩa trang hay nhà xác. Bởi vì chỉ nơi nào có sự sống, nơi đó mới có công lý. Nơi nào có sự sống, nơi đó sẽ có người bảo vệ công lý. Dẫn đầu 5 và thỉnh thoảng là 6 anh em siêu nhân là Sư Tử Ăn Cỏ, Gao Đỏ, một bác sĩ thú y với tình yêu mãnh liệt dành cho mông thú. Tuy gia nhập sau nhưng nhờ vào màu sắc chứ không phải là bất kỳ yếu tố nào khác, anh được lựa chọn để trở thành thủ lĩnh của chiến đội Gao và dẫn dắt họ bằng cách luôn hỏi đồng đội mình cần làm gì. Sao hả? Tôi có sức mạnh để đánh bại chúng không? Mang trên mình trách nhiệm cao cả của người đội trưởng, Gao Đỏ sẽ luôn phải hy sinh bản thân để giúp đỡ và bảo vệ đồng đội bằng những công việc như chiếm vị trí đẹp, được hô khẩu hiệu. Nơi nào có sự sống tồn tại thì nơi đó sẽ có những chiến binh bảo vệ công lý. Cầm thanh đao ngầu nhất, giành MVP. Đồng hành cùng Gao Đỏ là những đồng đội vô cùng dũng cảm và tinh thần chiến đấu cao đến mức đánh nhau luôn phải chơi hội đồng. Gồm Đại Bàng Mơ Màng, Gao Vàng, đại diện cho sức mạnh của Đại Bàng Tung Cánh, xô tan âu lo ban đêm, thành viên đầu tiên của chiến đội Gao nhưng lại không được làm đội trưởng vì da anh màu vàng. Từng là một phi công trong quân đội, Gao Vàng có tính cách hơi nghiêm túc, nhưng dần dần anh trở nên cởi mở với mọi người hơn, thân thiết với các đồng đội hơn, nhưng mà tên đồng đội thì vẫn không nhớ. Anh buộc phải từ bỏ cái tên riêng của mình. Cá mập biển sâu, Gao Xanh, đại diện cho sức mạnh của cá mập biển sâu. Tại vì tên là thế. Anh là một ngư dân nên là kiểu Gao cá mập chọn anh, thế thôi. Là một người có mặt cho đủ màu, nhưng Gao Xanh là chiến binh nhiệt huyết và quyết tâm cao nhất trong đội. Vì anh luôn là thằng nằm xuống đầu tiên. Thịt bò lên men, Gao Đen, đại diện cho sức mạnh của bò tót dũng mãnh. Gao bò tót, một sumo đã nghỉ hưu và là thành viên manly nhất đội. Thỉnh thoảng không, là một người bạn thân của Gao Xanh. Gao Đen ở đây với nhiệm vụ cân bằng sắc tộc cho cả đội. Cọp phơi một nắng, Gao Trắng, đại diện cho sức mạnh của hào quang cọp trắng. Gao Cọp, waifu đời đầu của anh em 9X, thành viên nhỏ tuổi nhất của chiến đội, ở trong phim với mục đích duy nhất là cân bằng giới tính. Gao Bạc, thành viên thứ 6 của chiến đội siêu nhân Gao, đại diện cho sức mạnh của sói bạc chiếu sáng. Gao Sói, chiến binh duy nhất của chiến đội đã chiến đấu với các quái vật từ hơn 1.000 năm trước. Anh là chiến binh mạnh nhất, ngầu nhất, đẹp trai nhất, nhiều linh thú nhất. Cho đến khi anh đổi phe. Cùng nhau, các chiến binh sẽ hợp sức lại để giải cứu thế giới. Nhưng mà chỉ sau khi các chiến binh đã giải quyết vấn đề cá nhân của mình trước. Và sau đó là tiêu diệt Oroku. Khi cuộc sống trở nên quá áp lực, những Oroku được sinh ra từ stress của con người trong hình dạng của những quái vật gớm ghiếc như một cái bánh xe với sức mạnh là lăn, một cái chuông biết dùng, một cái máy ảnh biết chụp ảnh và rất nhiều hình dạng với sức mạnh vô cùng kinh hoàng khác. Oroku trở thành nỗi kinh hoàng đối với người dân và cả những chiến binh cao trong việc tái thiết bất động sản để định cư, với những cách cực kỳ không hiệu quả để loại bỏ siêu nhân như đứng yên chờ siêu nhân biến hình, đứng yên chờ siêu nhân đọc tên cực kỳ lâu, nhảy xung quanh cho các siêu nhân chém, cố tình bắn không trúng,
Để làm được điều đó thì chúng cần những Oroku có tên tuổi đàng hoàng như Jaibaba, dốc cờ của tộc Oroku, Susu. Hình như thế, Oroku có nhiệm vụ giúp các Oroku khác cứng và to lên. Chúa tể Oroku Rasetsu, người sinh ra để bị đánh bại trong tập cuối. Cùng nhau, chúng sẽ gieo rắc sự kinh hoàng lên người dân vô tội và khiến các siêu nhân gạo phải ngã rất nhiều. Đau quá. Lộn rất đau. Không đứng được. Này các bạn. Và các chiến binh gạo chống lại các Oroku bằng cách không ngã, lộn không đau. Chiến thắng đi. Vẫn không đứng được nhưng nói được. Không còn hoạt động được nữa. Nói được và đứng dậy được. Đau cá mập. Đứng dậy được và giành chiến thắng. Chúng ta thắng rồi. Chúng ta đã làm được rồi. Chống chọi với Oroku quyết tâm thôi là chưa đủ. Các chiến binh gao cần các siêu thú, những robot trái cây, nhưng mà thay vì là trái cây thì chúng đó là mấy con thú robot có tác dụng hợp thể thành một siêu robot khổng lồ để đánh bại các Oroku. Và quan trọng nhất là nhét thêm tiền cho mấy ông sản xuất đồ chơi. Chúng ta có gao vua, gao chúa, gao tập gym, gao cưỡi ngựa, gao là một con ngựa, gao một bình tàu và gao tạo ra để đánh trùng cuối. Với tất cả những siêu robot kể trên và sức mạnh tình bạn, những chiến binh siêu nhân gạo đã tạo ra những câu chuyện sâu sắc về tình anh em, những bài học giá trị về đạo đức làm người, những trận chiến long trời lở đất mà hầu hết là đất chung cư. Tất cả chỉ có thể tìm thấy trong siêu nhân gạo. Và hầu hết là tất cả các phim siêu nhân khác. Với sự tham gia của Nổ, Nổ nhưng ngấu, bò dưới đất, đạp đất một người, gao vàng, gao xanh, gao đen, gao trắng, gao bạc, đạp đất cùng nhau, gao.